Sáng ngày 10 tháng 9 là ngày cuối cùng thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đợt thứ tư theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng ngàn phương tiện tham gia giao thông di chuyển hướng vào nội đô khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ, xe cộ chỉ nhích từng chút một. Lực lượng chức năng đã được huy động tại nhiều tuyến đường như Trần Phú, Hà Đông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, ngã tư Sở và Tây Sơn để phân luồng phương tiện, hướng dẫn người dân di chuyển tránh tình trạng ùn tắc. Một cán bộ đang làm việc tại ngã tư Nguyễn Trãi giao với Nguyễn Xiển cho biết, tại điểm này bình thường hay ùn tắc trong vòng 1 giờ đồng hồ, hôm nay là ngày cuối của đợt giãn cách lần thứ tư, lực lượng chức năng đã lên các phương án về phân luồng giao thông và cố gắng không để đoạn đường này tắc.